cái câu hỏi của chị tên là má lúm, chắc cũng có đồng tiền giống con, có cái nick như thế này. Thầy cho con hỏi bài sám oan gia có phần khuyên oan gia và phần quy y cho oan gia. Hàng ngày sau khi tụng kinh trì chú xong thì sám oan gia, quy y cho oan gia thì chỉ cần một lần hay là ngày nào cũng vậy? Thật ra đó là nếu mà mình đã quyết tâm mình làm cái đó đó thì mỗi ngày mình nên quy y, tại vì có thể là oan gia của mình đâu phải lúc nào chỉ có một người họ tới họ nghe, có thể là hôm nay họ nghe nhưng mà khi mà mình làm một thời gian đó thì họ từ từ họ kéo nhau tới nhiều đời nhiều kiếp của bạn bằng thức oan gia cho chủ của bạn, nói thiệt á, nó đầy giống như nếu mà chứa trong nhà đó nhiều khi tới mấy chục cái nhà chứa còn không hết, cho nên các bạn lo làm gì đúng không, con người mình tính toán từng chút vậy đó, làm cái gì cũng tính toán khổ dễ sợ luôn. Một cái là thích thích nói một lần, không phải đâu thầy ơi, tại vì á cái live của tuần rồi á mà con live chung với thầy thì thầy có nói là nếu mà gọi là đặt điều kiện ra giá với Không không, cái đó là cái cầu nguyện của mình là khác, còn cái này là mình quy cho oan gia trái chủ là khác. Bây giờ thì thầy thí dụ như vậy đi, con là tới mới có khoảng chừng năm nay thôi đúng không, đó, nhưng mà những người mà có duyên với thầy trước con đó là đã là nhiều năm nay, có những người cả chục năm, có những người 5 năm, có những người 3 năm, có những người 2 năm, những người 1 năm, và có sẽ có những người 2 tháng, có những người 1 tháng, hoặc có người những người ngay bây giờ, ví dụ vậy. Thế thì có phải mỗi lần con phải nói không, chứ đâu thể nào mà bảo rằng là nó nói một lần là xong, nói một lần là xong là mình nói với Phật kia, chứ còn cái này là với ba tánh thiên hạ nó nhiều hằng hà sa số, biết là biết bao nhiêu mà cho đủ, nói hoài cũng không hết được. Nếu mà nói một lần đủ thầy nói một lần thôi, thầy đâu nói nữa, mà ngày nào thầy cũng phải nói mà, ngày nào thầy ngừng đâu. Phải không? Thầy nói giống thầy, con hình dung tụi con giống quan gia trái chủ của thầy quá Không, không, thầy không nói vậy. Nhưng mà thầy nói đó là nhân duyên. Tại vì oan gia trái chủ, nhân duyên mà nó nhiều như vậy thì oan gia trái chủ nó cũng nhiều như vậy. Thì dĩ nhiên con phải nhớ trên cái thế giới này 50% tốt, 50% xấu, 50% thương, 50% ghét đúng không? Nếu con tu càng nhiều thì cái phần trăm thương nó nhiều hơn chút, còn còn cái phần ghét nó ít hơn chút. Còn giờ nếu mà con không tu gì hết thì dĩ nhiên là 50-50 để giống nhau thôi đúng không? Bởi vậy mới có cái tại sao con thấy có nhiều người nói sao mà con đi làm cái gì không không ai ưa hết trơn, đi tới chỗ nào cũng bị người ta ghét đó, thấy chưa? Nhiều đời nhiều kiếp làm cho họ ghét, làm sao đi đâu họ không ghét, nhìn mặt là phải ghét sao ghét được. Nam mô Dược sư Phật, Nam mô Dược sư Phật, Nam mô Dược sư Phật, Nam mô Dược sư Phật.